Em vô anh coi nghe được không em? Ủa sao mai vô ta? Alo alo, 1 2 3 4, 1 2 3 4, thử mic. Alo alo, thử mic, mọi người có nghe không? Hello. Xin chào mọi người. Nghe chưa? Đẹp không? Mọi người thấy mình đẹp không? Bao đẹp trai. Đâu, có bạn nào gái đẹp không? Bạn nào gái đẹp vô đây? Nhìn điếu gớm. Ấy, mất mất. À, không không được đụng vô mũi nó mất. Xin chào mọi người. Hello, hello em. 454. Hello. AQVC. Hello em. Dạo này mọi người khỏe không? Dạ, dịch này chắc ăn nên làm ra nha. Con vợ đứng ở sau kìa. Sai nha, nó nằm ở sau, nó không đứng ở sau. Mặt này đi cô gái được anh em. Trời. Có em nào hot girl trong đây không? Ờ, hai anh em hỏi tí được không? Em nói đi, anh nghe nè. Hello em, An Lâm. À, mặt này ngon ấy, app này để quay màn hình lại, để cho quay lại. Hello hello, Sa Lý hả? Sa Lý nha, chứ không phải Sa Ly nha. Sa Lý là vợ anh, là chị đại nhà anh á. Chị nói sống là sống mà chị nói chết là chết. Cọp. Thôi mình tôn trọng với ai mà kêu cọp em. Kỳ lắm. Dịch này đó rồi, ăn nên làm ra gì? Có nước ăn no làm ra con nít thì có. À, hai iPad, hai điện thoại về, nhưng xài một cái trong ba lô xách tay. Hai iPad, hai điện thoại thì không đến nỗi nào đâu em cứ mang về thôi. Nhưng mà nói chung là đừng có để nguyên siêu nguyên kiện, mất công người ta bắt bẻ, tội mất mấy hàng mà nó muốn kiếm chuyện với em mà nó hay bắt bẻ lắm. Xa lý đi về quê rồi nha các bạn ơi, các bạn nào nữ 18 20 ơi, xa lý về quê rồi nha. Được rồi, anh em mình đến nhau nha. Rồi đeo bông tai là đẹp dễ thương không? Đeo bông tai không cần xỏ luôn à, gớm thiệt. Bao giờ mới có chuyến bay hàng Việt? Anh không biết em ơi, chờ chuyến bay nhân đạo em nhé. Tại vì dịch mà. Anh người Đồng Nai, Biên Hòa, sao biết Biên Hòa hay vậy? Em bỏ hết hộp chỉ lấy phụ kiện, ok em nhé. Tốt nhất đi đó về một hai cái không sao đâu, đừng để nguyên cái đai nguyên kiện người ta bắt bẻ. Hèn gì bữa ra sân bay về Biên Hòa gặp Sa Lý. Ủa có hả ta? Có gặp ra sân bay về Biên Hòa mà gặp Sa Lý nữa hả? Hay dữ vậy. Anh Biên Hòa nhưng mà anh nghe chỗ cầu Quan á em. Em biết cầu Quan không? Giờ đi Trung Quốc chơi không được đâu em ơi, cấm cửa khẩu mà đi đâu. Đi Trung Quốc rồi qua bển giờ kia có dịch thôi chứ giờ đi đâu, Việt Nam là an toàn rồi, ở nhà đi nhá. À, cầu mới là cầu Quan á. Cầu mới là cầu Quan á. Đúng rồi, gần chợ đồn ấy, đúng rồi, em ở chợ đồn hả? Ôi, các bạn của tôi đâu hết rồi? Hẹn tôi lên live mà đâu hết rồi.
Nãy có bạn nhậu không anh? Mặt này đang đi cưa gái thôi chứ chưa đi nhậu được nha. Nhậu là phải lên đồ mới đi nhậu được. Hello, hello mọi người. Nhậu không thằng bạn, nhậu mày. Mày là thằng nào? Để cái tên sao tao biết. Em ở Sài Gòn. Em ở Sài Gòn quận mấy? Anh cũng đang ở Sài Gòn này. Anh bên Gò Vấp này. Chứ hồi nãy ai kêu ta? Hồi nãy ai kêu mua giấy tờ đất mà mua nhân phòng công chứng ấy? Nãy 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 có ai kêu mình mua cái gì ta? Thừa phát lại. Di bằng. Hồi nãy ai kêu mua đất mua di bằng đâu? Ông nội nào nói chuyện nghe ngu dữ vậy? Thôi không được chữ ngu đâu, chữ ngu lát nữa TikTok nó xóa à, chết luôn á. Ê hello, chào mọi người. Ngầu không? Mặt này mà đi cua gái là ngon lành luôn nha các bạn. Các bạn từ 18 đến 20 vào đây chơi với mình nha. 18 đến nhìn cái filter ghê quá. Ê, nhìn vô hết hồn liền không? Ngon. Ai 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 nghe hát không? Chị xa lý chị vô chị hát cho nghe bài nè. Hello em Limva, hello Đoàn Hiền. Em 17 hả? Trời ơi ngon quá, Đoàn Hiền 17 tuổi. Nhưng mà chơi với nhau là mình chơi nghiêm túc nha, không có chơi kiện cáo nha, 17 kiện chết á. 23 được em ơi, 23 được nha. Tám không một thằng bạn đang tán gái, tám không một là thằng nào hôm nay? Sao không sao, không sao đâu. Vợ anh có lúc anh coi nó như là thánh sống, nhưng mà có lúc anh coi nó cũng như thánh thôi, không có tồn tại trên đời nha. Em cứ yên tâm nha, 17 20 đều được em nhé. Chỗ vừa đầu lại khóc. Sao mặt này cô gái ngon không? Mặt này đi ngon luôn á. 1 tuổi à? 1 tuổi không được đâu em ơi. 1 tuổi. 1 tuổi là đi lâu lắm luôn á, bóc lịch mệt mỏi luôn á. Nào ta, 801 là thằng nào? Thằng Tuấn hả ta? Không được bạn ơi, bạn có đi làm không? Nam Hy. Nam Hy nãy Nam Hy là 17 20 gì đúng không? 17 20 được em. Nghĩ sao mặt này cua mấy bà U60. Trời. Đấy, đẹp không? Ở đây này, ở đây nó còn có một cái chấm gọi là phong thần phải không? Chân mày, ê này chân mày thiệt nha, không phải đồ giả đâu nha, này đồ thiệt ấy. Da đen mà áp thì nó bẻ là trắng vậy thôi chứ da đen đấy, anh đen hùn lùi. À bạn này hỏi hay nè. Anh kể lại một cho mọi người một câu chuyện mà anh nhớ nhất khi mới vào nghề đúng không? Mới vào nghề thì anh lâu quá anh quên rồi, nhưng mà anh có một câu chuyện nhớ nhất. Thì hồi hồi đó anh mới vào anh đang làm nghề, anh đang làm thì có một con nhỏ nó cũng mới vô nghề, nó mới 18 20 à. Cái có cái thằng Nga ngố á, tướng nó to. Tướng nó to nó đi qua cổng từ á. Bắt đầu nhỏ nó kêu như dang hai tay hai chân ra. Cái lúc lúc đó ở bên soi chiếu quốc tế á, nó kiểm bằng tay chứ không có kiểm bằng ra rét đấy. Ra rét nghĩa là máy dò kim loại á, nó kiểm bằng tay, bóp bằng tay luôn. Nó bóp vô tới đùi,
đôi đùi của thằng ngang ngố đó bắt đầu nó thấy một cái khúc gì đó nó cấn cấn mình, cái nó quay qua nó hỏi anh nói chết mẹ rồi, mày coi coi nó có dấu gì trong 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 cái đùi nó không, mày kêu nó móc ra. Con nhỏ cứ đứng xô mi xô mi xô mi quá, thằng Tây nó đứng nó cười mà nó cười bò luôn. Sau này con nhỏ nó mới biết là cái cục đó là cái cục của thằng kia. Mà nó quay qua nó chửi anh, nó chửi anh sao anh xúi dại nó quá, sao anh không nói nó mà bắt nó kiểm tra đấy. Đấy là câu chuyện của anh. Áo này áo mới đi tắm biển gì nha, áo qua này là áo mới đi tắm biển về. Đi 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 tắm biển ở Đà Lạt á. Đà Lạt nay có khu du lịch tắm biển resort đẹp lắm, mọi người đi lên Đà Lạt nhớ ghé bên chỗ đó. Trời, ôi Sa Lý đang đang về quê nha bạn. Sa Lý đang về quê rồi, hiện tại không có ở Sài Gòn. Thì chị em nào mình cảm thấy được mình tới đến với nhau nhá. Ngầu không, mặt ngầu không? Ủa sao nè, dạo này không thấy ai mà hỏi về đi máy bay nữa ta. Chào mọi người, chào Ngọc Lâm. À đúng rồi, à nay ngầu quá không nhận ra, hay là tụi nó không nhận ra mình nay mới ít lượt xem dữ ta. Hãy tắt filter đi. Hãy tắt filter. Tụi nó không nhận ra mình đấy, hèn gì view thấp quá. Mọi người chờ chút, tắt filter tắt chỗ nào ta, ai ta. Đây, chào mọi người, mọi người đã thấy tắt filter chưa? Lương em, lương ở bên chỗ sân bay ấy, lương giờ tầm khoảng 14 triệu một tháng em nhá. Thì lâu lâu có lương điều tiết em nhá, 3 tháng một lần tính quý á, cũng rơi vào tầm 20 á, ngon á. Mấy đứa ráng vào nha. Vào đi rồi biết cái cảnh nha. Có khi thấy rõ mặt anh lượt view ít hơn. Ừ gì. Hôm bữa có chị gái mình đi, có đi về Bắc mà con bé chị ấy 15 tuổi chưa làm chứng minh. Đúng rồi, 15 tuổi chưa làm chứng minh thì đúng rồi, không đi được. 14 tuổi là đã có chứng minh rồi. 14 tuổi là đã có chứng minh rồi, mà nếu mà 15 tuổi chưa làm chứng minh thì phải làm giấy xác nhận nhân thân, thời hạn 30 ngày, có mộc kèm hình giáp lai. Nhắc xác nhận nhân thân tạm trú hoặc thường thường trú á. Tự hỏi nó nhiều quá, bắt đầu hỏi vô rồi. Thấy chưa? Lên view nè. Tụi nó vô tụi nó nhìn mặt, tụi nó nhận ra, hồi nãy ngầu quá nhận không ra, bắt đầu lên view nè. Má nó hỏi quá trời luôn. Anh làm mới bên quốc tế hay quốc nội? Anh có khi bên quốc tế, bên quốc nội em nha. Anh này vui nè, tụi nó nhận ra mình rồi. Nãy nãy chơi ngầu quá tụi nó nhận không ra mình. Anh hát tặng em một bài. Đâu rồi? Ai là người hiến hướng nghiệp? Đời đưa đẩy em ơi, đời đưa đẩy, tự nhiên vô tình vào thôi chứ không phải là mong muốn rồi em nha. Người chọn nghề, nghề chọn người, nên đa số như thế thôi em nha. Có coi bài ca mua đất chưa? Lưu lại đi nha, đi mua đất mà không có bài ca này là mệt á. Sang năm em muốn bảo lãnh bà nội em qua đó, đại bảo lãnh thì anh không rành em nha. Ba em làm bên quốc tế. Ừ, ba em làm bên quốc tế làm gì em? Đó, chị Sa Ngộ Tịnh đang coi livestream kìa. Đó, chị Sa Ngộ Tịnh để kêu ai đứng ngồi nghe hát không, để chị hát cho nghe.
Đấy cơ. À lúc làm thủ tục sang tên đất cần những giấy tờ nè, cần chứng minh nhân dân thôi. Lúc mà đối với người bán á, ví dụ người bán nè thì cầm giấy tờ đất, cầm giấy tờ tùy thân. Nếu mà cái người người bán á, người ta là độc thân thì chưa lập gia đình thì phải có giấy độc thân. Còn cái người bán mà người ta đã lập gia đình thì phải có giấy kết hôn. Mà trường hợp mà đã ly hôn thì phải có giấy quyết định của tòa án phân chia tài sản. Còn đối với người mua thì mình chỉ đơn giản cầm tiền, cầm chứng minh đi mua thôi chứ có gì đâu. Không, ra phòng công chứng nha mọi người, đi mua đất nhớ ra phòng công chứng nha. Nhớ nhớ ra phòng công chứng nha mọi người, đi mua đất không ra phòng công chứng, đi viết giấy tay là chết đó. Giờ thời đại bây giờ không ai đi viết giấy tay đâu nha, mà vẫn nhiều người bị đó. À ba em làm chi tiền tiêu tiền cho công ty hả? Cha nghề đó ngon à, nghề đó đưa anh làm cũng được đó nha, anh chi anh tiêu tiền hay lắm đó nha, nhiều khi anh làm tốt hơn ba em luôn á. Em làm cầm đồ mở ký gửi nhà đất có vi phạm pháp luật không anh? Miễn sao em có đăng ký thôi, có gì đâu, có đó làm thêm thôi không sao cả. Anh chưa có chồng em nha, dục không có bam nha, bam là bai nít à, bam là xó. Để anh đọc 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 tin nhắn trả lời mọi người coi, trời ơi quá trời tin nhắn mà bây giờ anh đọc từ từ không hết này. Ông mà hát là tôi out. Anh 90 em nha. Đúng rồi, cái phần mà nếu mà cái nói về cái phần mà kiếm tiền á thì chắc là mình kiếm không không bằng người ta đâu, nhưng mà cái phần tiêu tiền á đó, chi tiêu tiền đưa đây mình chi tiêu ra được, chỉ ăn rồi ngồi chi tiêu tiền là mình làm giỏi lắm đấy. Mọi người nhớ follow nha, coi mà không 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 không, không follow mốt rồi hỏi gì lên kênh, là hỏi gì không ghét không thèm trả lời á. Người ta làm kênh chỉ mong có một cái follow thôi, mà mấy ông vô hỏi cho đã, mấy ông còn không follow nhiều. Bữa mấy thằng kia có thằng bé kia nó vô nó hỏi thủ tục đi máy bay cho đã, cái nó nhảy qua thủ tục nhà đất nhảy cho đã, cái bắt đầu không thấy không không có follow, ghét không? Mà kênh YouTube của mình đó chứ, ghét thì chứ, mà mình cũng ghét, mình nhiệt tình trả lời cho nó, xong nó không follow, rồi có đứa xong follow xong rồi unfollow nữa, sống gì kỳ vậy trời, thấy thấy nhiều đứa sống kỳ, không sống 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 lỗi ghê luôn á. Em chỉ cần ngày ăn cơm thôi là đẹp trai em nhé. Đẹp trai hay không là do ba mẹ em nữa nha. Chị Thư Lý đang 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 đi về quê em nhé, chị Thư Lý đang đi về quê thì anh đang có thời gian thì cũng chưa biết làm gì, nếu mà cái đứa nào rảnh thì rủ anh đi uống cà phê, đi ăn đi chơi gì đâu đó được đấy, tăng hai tăng ba rồi thoải mái em nha, đang khỏe mà. Chị Thư Lý đang về quê. Like ít người vậy nói chuyện mới vui. Ok, nhưng mà đừng có thoát like, đúng không? Like cứ cứ từ từ nói chuyện bình tĩnh đàng hoàng. Ok. Nhưng mà đừng có thoát like, mất công nói lại giới thiệu lại mệt lắm. Anh tên là chồng Sa Lý nha, mọi người ơi, anh tên là chồng Sa Lý nha. Và Sa Lý là chị đại của anh nha. Sao cưới vợ được như vậy anh? Không hiểu. Anh không hiểu câu hỏi này của em. Em đang châm biếm hay là em đang khích lại anh vậy? Thủ tục đi máy bay cần những gì anh ơi? Bay bay bói bay bội là gì? Thủ tục đi máy bay á, nếu mà trong nước á, nếu mà nước ngoài thì là phải hộ chiếu rồi, ai cũng biết rồi. Nhưng mà nếu trong nước á thì là giấy chứng minh nhân dân này, bằng lái xe này, căn cước công dân này, các giấy tờ thẻ thẻ đảng cũng đi được nè, thẻ nhà báo cũng đi được nè, thẻ đại biểu quốc hội cũng đi được nữa nè đó, mấy cái thẻ đó chẳng lẽ mình không có một cái đúng không? Mai mốt lên hai lên 2-3 triệu follow rồi chảnh chết sống chảnh. Giờ lo kết bạn với anh đi, lo follow anh đi, lo làm quen với anh đi. Mai mốt ví dụ như em nhắn tin anh, bữa em có nói chuyện nhanh rồi, ok anh nhớ chứ, thử mày thử đi em, thử em đi em 2-3 triệu follow mà một đứa mình nó không bao giờ nó nói chuyện với em, tự nhiên đùng cái nó nhắn tin với em biết đứa đứa nào không, đúng không? Ví dụ như phải lưu vô, anh ơi bữa em có vô kênh anh, em like kênh YouTube của anh rồi,
Đấy, em follow kênh YouTube của anh rồi, em có nhắn tin, em nói chuyện hỏi thăm anh rồi, hoặc là em có hỏi anh về thủ tục pháp lý giấy tờ nhà đất hoặc là thủ tục đi máy bay rồi. Đấy, anh nhớ trong đầu, bé này nó coi kỳ, nó có nói chuyện với mình. Ok, mình nhớ liền. Đấy, hay lên 2 3 triệu follow phải cho người ta chảnh chứ, ai mà không chảnh em, đúng không? Đấy, bây giờ chủ yếu là lúc người ta khởi đầu như thế này. Đấy, em hiểu không? Người ta khởi đầu như thế này mà người ta ít follow. Đấy, còn chỉ có tụi em vô follow là tụi em tạo mối quan hệ cho tụi em. Rõ ràng tụi anh đâu có cần thiết gì tụi em đâu, đúng không? Tại vì tụi anh là cái người mà thí dụ như người ta truyền đạt kiến thức mà người ta có lượng follow nhất định. Đấy, tụi em vô tụi em nhận được kiến thức của người ta, đúng không? Tụi em follow người ta đó là cái chuyện bình thường. Đấy, cái chuyện bình thường nên nhớ nha, nhớ follow anh nhé. Anh học trường nào để làm công việc học chuyện? Hồi xưa anh học á là anh học học viện hàng không em nhé. Ngày xưa em đừng có ba em đừng có ba em ơi, em từ từ anh trả lời cho. Hồi xưa anh học trường học viện hàng không á thì là xin xong rồi bắt đầu xin đi làm. Bây giờ mấy đứa nào mà muốn đi làm á thì xin chủ yếu xin đi làm được, người ta mới bắt đầu cho đi đào tạo. Thì cái đó từ từ em nhé, xin vào được rồi hãy đi học, chứ đừng có vội mà đi học mà ra là thất nghiệp em nhé, thất nghiệp nhiều lắm, ngành của tụi anh thất nghiệp nhiều lắm. Anh kể lần đầu chị gặp chị xa lý đi, anh kể chồng lần đầu gặp chị xa lý đi à. Một buổi chờ lúc mà lần đầu tiên gặp chị xa lý á, biết không, là cái buổi đó là tự nhiên mây đen kéo đến sấm sét dữ dội, mà không mình không biết dự đoán tương lai là cái cuộc đời mình tiêu tan nát rồi. Mình phải chi mình biết trước là lý do nó như vậy là chết luôn. Lúc đó anh đang làm trong nhà ga mà tự nhiên nhà ga bật đèn 24 trên 7 vậy. Tự nhiên nhà ga tối sầm lại. Trời ơi, mặt anh lúc xanh lè xanh lét, mà tự nhiên lúc đó chị xử lý chị tới chị gặp anh. Thấy chết chết chưa, thấy cuộc đời anh khổ chưa tụi bay. Bay hên xử lý bánh gì quê à, chứ không mấy xử lý ngồi đây giết anh á. Nhưng mà lúc đó cuộc đời anh tự nhiên anh không hiểu rồi, anh không nghĩ là anh chấm hết luôn. Sau đó mấy mấy đứa mấy, sau này lấy chồng lấy vợ đi, biết biết cảnh biết anh đang nói gì hả. Nếu người ta đem lên máy bay ngành của tụi anh ngán cái chữ này lắm nha em, không được nói bậy đâu em nha. Hỏi tốt nhất mình không nên hỏi này em nha, mình tập đi cho quen, nhiều khi mai mốt em không nghĩ là cái câu nói đùa mà em lên lúc mà em lên máy sân bay á, em lại nói như vậy người ta không có coi em là lời nói đùa đâu, biết không? Người ta sẽ coi mọi lời nói của hành khách đều là sự thật, em hiểu không? Là lúc đó em chỉ có lên dĩa thôi, phạt 8 triệu 10 triệu thôi. Đấy, đi máy bay ngồi ghế nào an toàn? Tốt nhất là những cái ghế cuối cùng, những cái ghế mà sau đuôi máy bay em nhé. Còn nếu mà ghế mà không an toàn á thì là những ghế đầu tiên. Nhưng mà thật ra những cái ghế đầu tiên lại là những ghế thoải mái nhất, còn những ghế cuối cùng á lại là những cái ghế không thoải mái nhất, dễ bị say say sóng say máy bay nhất em nhé. Mới cắt tóc đó bạn. Ừ, nhớ chấm like nha, nhớ chấm like và follow nha. Để mai mốt mình họ mà có hỏi mình còn biết bạn là ai. Trời ơi, người ta mới làm kênh mới làm việc thì nhớ follow người ta, tạo động lực cho người ta đem lại giá trị cho mình mà, nhớ chưa? Với lại một cái nhan sắc đẹp trai như vậy nè, sao mà có thể không follow được, nói xong mọi người chặn luôn, chết mẹ luôn á. Anh làm bên an ninh soi chiếu em nhá, nói về làm về bên chỗ kiểm tra đó, kiểm tra người ấy. Trời, mấy đứa đừng có ba, mấy đứa anh còn phải đọc 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 gì, anh phải đọc tin nhắn từ từ á. Mấy đứa đừng có ba coi. Anh ơi, nhiều anh chị bán vé khứ hồi rẻ vậy anh trai. Đúng rồi, bình thường mà vé bây giờ rẻ mà, tùy thôi. Có lúc mà chỉ có ngày lễ ngày Tết mắc thôi, chứ vé bây giờ đi rẻ rồi, dịch nữa hay thêm dịch nữa ai đi, đúng không? Chị xử lý đã xem. Cảm ơn bạn Subin98. Rồi Subin98 đã quan khen mình, cảm ơn.
Lâu lắm mới có người khen. Hello, hello K. Mấy đứa không chơi BAM nha, BAM anh rồi anh đọc mệt luôn á. Keo 502, keo dán mang được bình thường em nhé. Keo 502 thì không sao, vẫn mang bình thường. Nhưng mà mang ít thôi, mang nhiều quá không nên đâu. Thật ra keo đó nếu mình nói về chất 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 độc và chất cháy, vẫn keo 502 vẫn là chất độc và chất cháy em nhé. Nồng độ cao thì sẽ cháy. Gì đứa nào mới kêu là anh bỏ chị xa lý yêu em à? Trời ơi, đọc cái tên nó Trương Quang Trường. Thôi anh không yêu em ơi, đau lắm không chơi đâu nha. Ví dụ như Trương Trương Thị Ánh đi, là Trương Trương Văn Văn gì, Trương Thị Ảnh Ánh đi, đúng rồi đấy, thì con gái đi anh ok được, chứ con trai thôi đau lắm anh không chơi đâu nha. Khi lên máy bay thì mọi người đem bao nhiêu cân cân hành lý? À, cân hành lý thì phải có hành lý xách tay và hành lý ký gửi. Hành lý xách tay thường thường sẽ là 7 hoặc là 10 kg đối với hãng hàng không quốc gia. 7 kg là hàng không giá rẻ. Còn hành lý ký gửi á, thì em có tiền thì em mua được bao nhiêu ký em cứ mua nhá. Hành lý ký gửi là phải mua, có tiền là mua được hết. Em đăng ký kênh của anh rồi nha, vì anh nói chuyện vui quá, nhớ đăng ký nha. Ừ, nhớ đăng ký là giữ luôn nha, đừng có đăng ký xong ra unfollow nó chết luôn á nha. Anh đẹp trai giống em, hay quá em ơi, hai anh em mình đẹp trai giống nhau. Đi cô gái không? Giới thiệu mai mối cho anh coi. Tóc mới bảnh ghê. Đấy, tóc đẹp mà. Anh ơi, đem quà lưu niệm lên máy bay. Quà lưu niệm là quà gì em? Cụ thể vô. Hỏi cứ kêu quà lưu niệm, cụ thể vô. Bây giờ tao mang con dao tao gọi là quà lưu niệm cũng vậy nha, được vậy, nhưng mà con dao là không mang được đúng không? Quà lưu niệm thì phải cụ thể vô, đừng có bam nha, nhóc nhóc khang này không có bam nha. Xa lý là chị Đại nha em ơi, chị Đại nhà mình em ơi. Nói chị Đại nói sống là chết mà chị Đại nói chết cũng là chết luôn em nhá. Hột quẹt lên máy bay thì mỗi người một cái em nhá. Hột quẹt lên máy bay mỗi người một cái, không được bỏ ký gửi. Cạo chọc chơi anh ơi, không có bam nha, thằng cạo chọc chơi anh ơi, bam hai cái nha, thằng Rasin nè, quýnh mẹ. Hỏi thì hỏi không có bam nha. Hụt quẹt lên được lên máy bay mang một cái em, hụt quẹt mang một cái ký gửi không xách tay em nhá. Hàn Quốc cấm, Hàn Quốc cấm nghĩa là cái Hàn Quốc cấm là những cái hàng mà trong pháp luật Việt Nam mình cấm, đơn giản vậy thôi. Những cái gì mà trong pháp luật Việt Nam mình cấm mà không được mang đi gọi là Hàn Quốc cấm. Ví dụ như là động vật quý hiếm này, ví dụ như là bột mì này, đấy đại loại vậy, cứ hoặc là công cụ hỗ trợ súng đạn đó, đó là Hàn Quốc cấm, nhà nước cấm thì là không được mang em nhé. Chị Đại đang về quê em nhá, chị Đại không có ở đây cho nên anh em mình cứ thoải mái xỏ đi. Đứa nào qua hẹn hò anh cái đi, lâu quá hẹn hò anh cái cho địa chỉ, nổ địa chỉ xỏ nè. Vàng muốn cầm qua kiểu đồ cưới thì có được à, em đi quốc nội thì vàng ok nhá, vàng mang thoải mái không sao, miễn có giấy tờ của bên đại lý vàng là được. Còn đối với quốc tế vàng em đi em phải khai báo nha, quốc tế đi mệt lắm á. Lên máy bay hút thuốc được em nha, em cứ lên máy bay hút thuốc thoải mái đi, lập biên bản có 20 triệu à em nhá. Cấm bay 6 tháng nữa em hút đi, biết cái cảnh lên an ninh gông gàu xuống. Mang thú cưng lên máy bay được, mang thú cưng thì em phải like em gọi điện thoại trực tiếp lên đại diện hãng nha em nhá. Em mua em đi hãng nào thì em gọi đặt gọi trực tiếp lên cái hãng đó, em hỏi trước thủ tục và phải có cái lồng nhốt thú cưng á. Em phải mua cái lồng này nè. Em lên mạng bấm Google cái lồng nhốt thú cưng nhá. Anh ai ngoài sao vậy anh? Ai ngoài đâu có ai đâu. Không có ai hết. Ai vậy anh? Đâu? Trên máy bay không được dài điện thoại. Không, trên máy bay không được xài điện thoại hả anh?
Em thấy người ta chỉ dùng thiết bị điện tử trên máy bay. Trên máy bay á, tại các chuyến của Việt Nam như là chuyến quốc nội trong Việt Nam thì là không được sử dụng điện thoại nha các bạn. Anh tại vì á, chế độ máy bay chưa được công nhận nha các bạn. Nếu mà các bạn mà cứ xài điện thoại là người ta cứ lập biên bản là vô mình chết, vẫn chết bình thường. Không, không không được nói bột mì là bột mì em nhá, chứ không được nói cái kia đâu. TikTok nó xóa nít nữa, nó xóa nít anh mệt lắm luôn ơ. Chị có hát bolero, đúng rồi, chị là ca sĩ bolero thần tượng 2018 em nhá. Đứa nào chưa biết chị á, vô bấm giùm anh Google, bấm chị Đại Sa Lý. Hiện ra chị Đại Sa Lý. Tự hiện ra nhìn như gớm lắm, nhỏ nhìn như ghê lắm. Nhưng mà tốt nhất đừng có vô coi, nhỏ hát gớm. Ừ. Bình giữ nhiệt mang đi máy bay bình thường em nhé. Đối với những cái chuyến bay quốc nội, những chuyến bay quốc tế thì cũng mình cũng tùy nha. Như một số nước, thằng nước nước nào nó cấm bình giữ nhiệt ta, nó sợ nổ. Thằng nước nào ấy, quên rồi, anh quên rồi, thằng Mã Lai, thằng Singapore ta, tự nhiên nó cấm bình giữ nhiệt mình không hiểu. Nhưng mà Việt Nam mình đi thoải mái, thằng nó cũng tào lao, nó nổ gì mà nổ, bình giữ nhiệt có gì đâu mà nổ. Còn từ nước ngoài Việt Nam thì bao nhiêu tiền ngoại tệ ha? À, tiền thì nó liên quan tới thuế. Anh thì không phải hải quan, anh không rành về thuế. Chị Đại có hát bolero, đúng rồi, chị Đại hát bolero mà em. Đúng rồi, mấy đứa đừng có băm nha, băm hoài mệt lắm nha mấy đứa ơi. Anh ơi, cầm kéo lên máy bay được không ạ? À, em vẫn cầm kéo lên máy bay được với điều kiện là phải ký gửi em nhé, không mang lên xách tay. Ký gửi là ok hết. Chị anh dùng chiêu gì mà chị Lý bỏ làm ca sĩ theo anh? Chị Lý đâu có bỏ làm ca sĩ em ơi, chị Lý là đang 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 có baby, đang có em bé, chị đang có em bé nên không có chưa 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 về chưa về nghề là về lại nghề được, cho nên là cứ từ từ để đẻ em bé xong đã, chứ không phải là bỏ nhá, nghề mà sao bỏ được. Đem iPhone số lượng lớn được em nhé, em cứ đem thoải mái em nhé. Việc quốc nội ok, quốc nội là trong nước iPhone thoải mái luôn, còn đi quốc tế thì phải đóng thuế, cái điều đó ai cũng biết. Coi chừng vợ anh cài thiết bị nghe lén. Đó, mà vợ anh là hiền hậu lắm, ai mà làm hết. Nếu mang đồ thủy tinh lên máy bay mà bị vỡ có bị phạt? Mang đồ thủy tinh như mang cốc chén lên bị vỡ thì thôi bình thường. Em cứ mang cái gì, ví dụ mà em bị vỡ đồ thủy tinh như bị vỡ cái ly chẳng hạn, thì có tiếp viên người ta dẹp. Tiếp viên để làm gì? Lương tháng 40 củ để làm gì? Để mấy chị tiếp viên chị dẹp, chẳng có gì mà phải sợ phạt á. Em là khách mà, khách là có quyền em nhá. Cục sạc dự phòng đem lên máy bay được em nhé, xách tay không ký gửi. Cục sạc dự phòng á là ký xách tay không có ký gửi em nhé. Chị Sa Lý hả? Chị Sa Lý đang ở, chị Sa Lý là đang ở dưới quê. Chị Sa Lý đang ở dưới quê, chị Sa Lý không có ở trên 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 Sài Gòn em nhé. Anh đang được thoải mái tự do nên đứa nào có hẹn hò thì nổ địa chỉ lẹ đi nha. Nhận anh nhận chăn chăn nuôi và dìu dắt các bé từ 18 đến 20 em nhé. An ninh hàng không mấy bộ phận hả? An ninh hàng không là ba bộ phận, soi chiếu. Ủa, nhưng mà em nghe hỏi vậy có nghĩa là gì? Bộ phận để làm gì á? An ninh hàng không thì thường thường chỉ có ba soi chiếu, kiểm soát và cơ động thôi em nhá. Anh không bài này như có bạn thân chồng xử lý. Nào bạn thân chồng xử lý vậy? Bạn thân chồng xử lý lần nào vậy? Má đặt hả? Wow. Hello thằng bạn của tôi, mày đặt tên Châu cho anh à? Nhà anh có gì đâu mà cho xô em, nhà bình thường, nhà như bao người thôi. Anh giấy khai sinh bản sao có đi được trong nước
bản sao mà có màu đỏ em nhá, bản sao mà sao chích lục á, ok em nhá. Chứ bản sao mà tụi em đi gọi là bản photo là chắc khác nhau nha. Bản photo và bản sao nó khác nhau, mà bản sao mà có chích lục, có màu đỏ, nói chung bản nào mà có màu đỏ là ok, hoặc là giấy photo công chứng, có công chứng vô là ok. Chứ không cần mà phải bản gốc rách thì đi làm lại đi, rách 1/4 đi làm lại đi nha. Trời nó ba mày sao quá trời, không hỏi luôn. Cho em uống miếng nước cái coi, hay nước quá. Đem quà lưu niệm bằng vỏ đạn lên máy bay được không? Tại những cái chuyến bay quốc nội là ký gửi được nhưng mà không xách tay được. Tại các chuyến bay quốc tế là không ký gửi, không xách tay, mang vỏ đạn đi là mà luôn á. Chị xử lý không được đi máy bay nữa em nha, chị xử lý bị cấm rồi. Bộ phận nào lương cao nhất anh không rành em nha, chắc là ông giám đốc ông lương cao nhất, ông giám đốc sân bay á, ông lương cao nhất rồi, không bộ phận nào qua ông đâu nha. Từ mấy đứa đừng có bam nên đọc nhắn bà luôn á. Từ từ mấy đứa ơi, từ từ mấy đứa ơi, đừng có bam chơi mình. Bữa nào canh chị xử lý trong phòng khóa cửa nhóm chị đu được rồi xanh bấm bậy rồi. Bữa đứa nào kêu mà nhốt 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 chị xử lý trong phòng vậy, đứa nào lì vậy, chán sống rồi bay. Máy chơi game lên máy bay được, máy bay máy chơi game vẫn đem lên máy bay được nha. Tụi bay chỉ chơi bam vậy sao mà anh đọc không kịp luôn mấy đứa. Mình muốn mang vàng tiền sang đám cưới xuất ngoại như thế nào? À, vàng tiền đi ra xuất ngoại á thì mình không rành bên thuế cho bạn nha. Bạn phải chủ động tìm hiểu, mình không phải hải quan, mình không rành bên thuế nên bạn thông cảm nha. Chị xử lý bị cấm bay rồi. Anh làm mà anh không biết gì ta? Mới cắt tóc bạn ơi, cắt tóc rồi. Đẹp không? Tóc đẹp. Tại nãy để icon nãy vô mới đẹp nữa mà icon này ấy quá chán. Anh bị xử lý dớp hả? Anh đang làm gì vậy? Anh đang nói chuyện với em yêu nè. Có đứa nào 18 20 không? Có đứa nào 18 20 tuổi không? Cần tìm người yêu không? Em kêu nè anh, người giúp anh làm lại kênh. Ai ta, bé nào ta, bé BMTV gì đúng không ta, tên rap rap gì đúng không? Cấm động vật quan nó nhỏ thôi, cấm cấm động vật hoang dã nó nhỏ thôi. Vì mày mà tao đổi tên ID 30 ngày đó thằng bạn là sao? Vì mày mà tao đã đổi tên ID 30 ngày đó thằng bạn. Bạn thân chồng xử lý là thằng nào ta? Má thằng nào ta? Đúng má ba bốn thằng biết thằng nào ta? Mày cho tao cái tên coi. Thôn cành lá xã cành cây, nguyện chờ mây thôn đồi núi qua hẹn hò đi anh. Thằng nào hay. Được đấy. Anh ơi, nếu gia nhập quốc tịch nước ngoài thì làm sao? Thì đương nhiên em sẽ phải sinh sống và làm việc ở nước đó, hoặc là em phải sinh ra tại nơi đó thì mới gia nhập được quốc tịch. Tùy em. Nói chung em hỏi chung chung quá anh không trả lời được, và anh cũng không sống ở nước ngoài. Em thông cảm anh nhé, anh chỉ sống ở Việt Nam thôi. Tao là hàng 801 Bà nội mày 801. Ai biết thằng nào bệnh nội nó, thằng này nó vô ghẹo mình ơi, vô đặt tên bạn thân chồng xử lý. Rồi tao biết mày 801 rồi, ok, mày tao biết mày bạn thân tao rồi mà tao chưa biết tên mày. Tao cũng lại mày tam bái tám phần một, ok lại mày á, má mày siêu siêu thoát ơi. nói họ TikTok nó chặn nó chết luôn.
bạn mình xuất ngoại bên hải quan Việt Nam có gặp mình không hiểu câu hỏi của bạn nha, bạn nói lại cho mình nha. Hello hello, vô chảy vô sớm gì cũng được, nhớ vô like và follow nha, vậy là được rồi. Hello mọi người, nè, tóc đẹp không, tóc đẹp không, tóc đẹp không, giữ nha. Tóc đẹp không, chị sẽ lý cắt cho anh đấy, sẽ lý cắt tóc cho anh đấy. Cần đeo khẩu trang cách ly dự phòng. Nếu ba mẹ đẻ quốc tịch Mỹ đẻ con Việt Nam thì là tùy, đẻ con ở Việt Nam thì là có thể là quốc tịch Việt Nam, cũng có thể là quốc tịch Mỹ nếu họ đem con họ về Mỹ bảo lãnh, hoặc là nếu họ muốn cho con họ ở Việt Nam thì quốc tịch Việt Nam vẫn bình thường. Ô, chào mọi người, chào mọi người. Cúp like Trần Đức Bo, thôi thôi tôi lạ tụi bay. Cúp like xong tụi nó chặn kênh anh luôn. Trần Đức Bo anh biết đứa nào cũng chặn rồi. Đừng kêu bắt chước thứ bậy không à. Mình hẹn hò tiếp em vả rồi. Ok. Nó 9591 đứa nào? Nổ đi chỉ đi, nhưng mà phải con gái nha, con trai không được nha. Em từng tìm hết từng video của anh. Trời ơi. Anh thấy cái đứa Kim Phạm này nè, nó kêu hai Kim Phạm 2 3 năm nè, nó kêu em từng tìm hết video, từng video của anh luôn. Trời ơi, đặt cái tên thôi Kim Phạm là ba mẹ nó ngày xưa đặt tên là biết nó đẹp gái à. Trời, người đâu mà thông minh nết na hiền thục mà biết tìm video, từng video, từng video của mình luôn chứ. Bé này dễ thương. Hẹn hò giao lưu ngoài đời các em ơi. Anh ơi, vì sao không nên mua nhà sổ chung? Ok, em phải hiểu. Ví dụ em mua nhà sổ chung thì ví dụ như một cuốn sổ mà năm chủ đứng chung tên chung một miếng đất đó thì nó sẽ liên quan tới vấn đề là thừa kế nữa, em hiểu không? Ví dụ như ông chủ ông mất mà ông không có để lại di chúc á thì nó sẽ luận xử theo luật thừa kế nữa, em hiểu không? Đó, khi mà thừa kế vậy nhiều khi người ta có con này hoặc là gia đình người ta đang định cư nước ngoài, em muốn bán miếng đất em phải hợp bốn người kia lại mà có một người đang ở nước ngoài người ta không về ký tên bán đất cho em thì sao? Đấy, có phải là của tiền của mình nhưng mà bây giờ là phải vô thành tiền chung không? Tiền trong túi riêng của mình mà bây giờ thành cái tiền chung của mình, hoặc là hai cái thằng miếng đất chỉ có hai thằng thôi, miếng đất có hai thằng đứng tên thôi, bây giờ vui thì nó ra nó ký tên nó bán đất giùm em, còn nó buồn á thì nó không ký em làm gì nó. Bây giờ nó ra nó ảo nó không ký em làm gì nó, phải là tiền bây giờ biến thành tiền của nó luôn không, đúng không? Bây giờ mình lại bị lệ thuộc tiền riêng của mình mà bây giờ mình bị lệ thuộc chung, cho nên mình mắc cái gì mà phải bỏ hết đất hả, hết đất mua hả, đúng không? Mắc gì phải vậy đúng không? Mẹ 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 bà nội mày. Anh không phải Trần Đức Bo em nha, anh không phải Trần Đức Bo, em đừng có kêu anh làm Trần Đức Bo tụi nó cấm anh á. Mình cầm tiền vàng xuất ngoại thì bên hải quan có làm khó không? Trời ơi, tụi nó gặp tiền với vàng mà xuất ngoại hỏi hải quan có làm khó không? Hỏi câu mà ai cũng biết luôn á. Tụi nó nghe thấy tụi nó mê chết mẹ luôn á, chứ đâu mà. Hỏi có làm khó không? Mà bạn 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 như vậy bạn đã làm sai rồi, sai vấn đề, sai sai, sai vấn đề rồi lấy gì? Không được, tiền vàng không xuất ngoại được nhá. Anh ơi, giấy tờ qua nước ngoài làm việc thì có cần người bảo, anh không hiểu cái câu này. Anh ơi, giấy tờ qua nước ngoài làm việc có cần người bảo lãnh không ạ? Tùy nước em à, tùy nước, có nước cần phải như Trung Quốc á, em đi qua đó em phải có người bảo lãnh đấy, cũng tùy nước bảo lãnh theo diện gì nữa. Xa lý không phải thú cưng em nha, không có nhốt lòng được nha. Thế lý là chị đại của anh không có nhốt lòng được. Anh ơi, nếu làm giấy tờ qua nước ngoài làm việc thì có cần người, có chứ, công ty bảo lãnh em, có phải có công ty bảo lãnh, anh biết khẳng định như luôn nhé. Ủa, cầm không quá 10 chỉ và tầm 100 triệu bạn không được đâu bạn ơi, 100 triệu. À, 100 triệu được ấy, 100 triệu được ấy, còn vàng thì mình không rành bên thuế nha, trên trăm khoảng 100 triệu, khoảng 5.000 á, ok á, 5.000 đô là ok á.
Thằng bạn của tôi là biệt danh Nhân Tiện Ba Mắt. Sáng hồi chiều mới nhức đầu, tự giật cái trong quay ba mắt đâu nha. Chị xa lý về quê rồi, chị xa lý về quê rồi. Mấy đứa có đứa nào mà rảnh rỗi, đang lúc lúc mà rảnh rỗi chúng mình đến với nhau nha, đến với anh nha, 18-20 nha. Anh nhận chăn nuôi và dìu dắt các bé, gọi tắt là chăn dắt các bé từ 18 đến 20 tuổi em nhá. Dưới dưới 18 cũng được, dưới 16 thì không chơi em nhá. Từ khoảng 16 đến 18 nếu mà chơi sòng phẳng với nhau, không có hơn thua tính toán thì ok. Còn nếu mà đi 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 tranh chấp, đi kiện tụng là không được, không chơi nha. Còn trên 18 thì thoải mái nha. Say rượu có được lên máy bay hay không? Hay giờ hỏi lại mấy đứa, say rượu được lên máy bay không? Đứa nào nói được, đứa nào nói không? Đứa nào nói được là bấm số 1, đứa nào nói không là bấm số 0. Say rượu được lên máy bay không? Đứa nào nói 1, bấm số 1 là có, không là không. Một đứa không, một đứa được, hai đứa không. Tớ bấm nhiều vậy sao tao biết bay, bấm từ từ thôi, thay phiên nhau bấm từ từ, bấm nhịp bấm thôi. Thôi được rồi, khỏi bấm nữa đi, tao đếm không được, anh đếm nữa rồi hết được rồi, thôi thì khỏi bấm nữa. Ngừng 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 ngừng. Say rượu vẫn được lên máy bay, say rượu vẫn được lên máy bay, tin không? Đứa nào không tin thôi hỏi. Câu câu say rượu vẫn được lên máy bay là đúng. Đứa nào biết tại sao? Đứa nào biết tại sao comment anh nghe coi. Tụi bay tôi biết rồi, tụi bay đừng có bấm không nữa bay ơi. Tôi dạy dỗ, tôi nói anh lỡ dạy, anh nói lần thôi, tụi bay bấm không 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 không. Máy bay giữa chừng hết xăng này đẩy bộ nha. Tự nhiên xe máy thôi mà giỡn mà. Say rượu á mà vẫn được lên máy bay á, miễn sao người ta không quậy thôi, em hiểu không? Người ta chén chú chén anh, người ta đưa tiễn nhau, người ta lỡ người ta xỉn một chút thôi, nhưng mà nếu người ta quậy á, người ta có hành động thái quá thì mới không được lên máy bay. Miễn sao mà trong cái tình huống á mà người ta kiểm soát được á thì ok, không sao nhá. Hèn quá ký gửi có được mang mắm không bạn? Hàng quá ký gửi vẫn được mang mắm nha. Bịch kính là mắm thì bình thường, không sao nhé. Nhưng mà ký gửi thôi nha, xách tay không mang đi được nha. Máy bay bay giữa chừng hết xăng thì đẩy bộ, tao mới nói với xong. Máy bay 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 hết xăng thì đẩy bộ. Đi hoặc đi 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 đi, đi dắt, dắt vòng 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 coi có ai có tiền xin xin 5.000 tiền xăng đổ vô. Thì dở ấy. Bay trong nước có mang hai chai châm ban, bay trong nước mang hai chai châm ban được xách tay, được xách tay không cần phải ký gửi vẫn mang được nha bạn. Anh ơi nếu cầm 10 tỷ qua nước ngoài có bị gì không? Thì bị đóng thuế đó em, bị đóng thuế nha. Chọc an ninh hàng không được, cứ chọc thoải mái em nha, mấy bạn đó hiền lắm, cứ chọc thoải mái, bạn nào cũng vui vẻ nhanh. Dạy em tạc đầu bị chép. Thôi thôi bớt giỡn nha, thằng Racing này mày vô mày bam tao. Mày nói tào lao không à, thằng Racing này mày quậy đúng không mày? Anh ơi làm phi công được ngủ không? Phi công vẫn được ngủ bình thường ấy. Trong những chuyến bay dài của người ta thì người ta bay 3 người mà ngủ thoải mái á. Bay có khi 26 tiếng đồng hồ, bay hơn ngày luôn, lấy gì không ngủ. Phải cho người ta ngủ chứ. Anh ơi đi quốc tế được đem lăn khử mùi bằng sành. Lăn khử mùi bằng sành. À anh hiểu rồi. Lăn khử mùi bằng sành và dầu thơm bằng sành được. Ok, được em nhé. Đi quốc tế thì là dưới 100 ml là chất lỏng á, chất lỏng dưới 100 ml ok. Xa lý đang coi lại xa lý thì không, anh cấm rồi, anh chặn rồi, nó không có vào đây được đâu nhé. Cho em hỏi bạn em ở Mỹ mua gửi laptop tay về gửi về cho okay, em bình thường em. Hàng xách tay bình, mà bây giờ cần gì phải gửi em. Hàng xách tay em mua mắc hơn ở ngoài ở ở ở hàng chính hãng gì. Em đi ra ngoài em mua hàng xách tay mắc hơn bên 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 bển còn 1 triệu nhiều. Bên bển xách về thì lời 1 triệu. Hàng xách tay bây giờ nó đồng giá đại trà rồi. Máy bay vẫn bị sai bình thường nha em. Máy bay đi máy bay vẫn bị sai bình thường như đi xe nha. Anh ơi, máy bay có chế độ tùy bay có chứ. Trời, phim phim Hollywood sao là nó có vậy luôn á. Máy bay mà thoải mái. Nào ngồi kế bên thằng nắp thúi là thấy đúng rồi.
Đi máy bay ngồi kế bên thằng nách thúi là thấy mẹ luôn thiệt. Thằng bé nhạc trẻ này nói đúng, nhạc trẻ này nói đúng, chính xác. Cho nên em phải hiểu lúc nào mà người ta cũng phân ra hàng ghế thương gia và hàng ghế phổ thông, em hiểu không? Cái người thương gia người ta có tiền, người ta muốn ngồi riêng. Thiệt, thật sự. Tại vì cái người mà phổ thông nhiều người má đi ngang một phát là thúi rình hôi nách nguyên một khu luôn. Đứa nào từng gặp chưa? Anh gặp hoài luôn. Đi ngang một cái phạ hôi ra nguyên một khu hôi nách không. Có máy bao nhập đồ bô chứ. ATC là gì ta? ATC nghĩa là gì? Anh cũng biết luôn á, mày hỏi gì vậy? Anh ơi, nếu hai máy bay Vietnam Airlines và Vietjet thì máy bay nào thắng? Theo anh biết thì Vietnam Airlines, nếu mà xét mình nên nếu mà hai thằng nó đua hả? Hai thằng nó đua thì anh không biết, nhưng mà bây giờ hai thằng nó chiến tranh thương mại với nhau hay chiến tranh thị trường nhau thì anh thấy Vietnam Airlines ngớp ngớp như thằng Vietjet rồi đó. Vietjet thì có vẻ là hơi kinh đấy, Vietjet là chiến tranh thương cạnh tranh hơi kinh Vietnam Airlines rồi đó. Vợ anh á, không phải là anh sợ vợ em hiểu không, mà là nguyên sớm anh vợ anh là sợ vợ hết em hiểu không, nguyên sớm đều sợ vợ anh chứ không phải riêng cái gì anh sợ vợ em hiểu không. Ngồi kế thằng nách thúi thì mở cửa sổ ra được nhá. Mở cửa sổ ra, ừ mở ra đi nhá. trăm trăm rưỡi người xem rồi, 150 người xem rồi, chụp lại cái nha. Đi đường quyền, anh không phải là cô gì, cô đi đường quyền nha, cô đi đường quyền nó cũng dễ thương lắm nha. Cô gì, cô đi đường quyền, cô gì quên tiêu ta, đứa nào nói anh quên tên rồi ta. Cô đi đường quyền, ừ đi máy bay, là lên lên bắt đầu bay cất và hạ cánh là phải tắt nguồn và trong suốt chuyến bay không được sử dụng điện thoại. Cô Hiếu đúng rồi, cô Minh Hiếu đi đường quyền, đúng rồi đúng rồi, cảm ơn các bạn nhạc trẻ rồi, cảm ơn các bạn đi máy bay á, âm 30 em nhé. Đi máy bay á là trên cất hạ cánh là và trong chuyến bay thì không được phép sử dụng. Tại sao mà nhiều bạn nói với anh á là anh kêu cấm không sử dụng mà sao tụi nó lên máy bay tụi nó sử dụng ầm ầm? Các bạn ơi, tại vì á cái luật trên máy bay á thì có chỉ có cái bên hãng, nhất là tiếp viên, người ta kiểm soát thôi. Ví dụ bây giờ thằng Vietnam Airlines nó cho các bạn nó bắt các bạn, mà thằng Vietjet nó lại không bắt các bạn, thì các bạn ùa nhau qua Vietjet hết chi. Nói chung người ta cũng nới lỏng ra, cái hiểu không các bạn, nới lỏng ra vì cái thương mại của người ta thôi chứ không phải là luật á. Thì cái vụ mới rồi đây anh mới post lên kênh anh á, cái bà kia bà cầm điện thoại bà bấm chế độ máy bay vẫn bị lập biên bản xuống bình thường á. Đứa nào lên kênh anh coi đấy, lên máy bay không phải là do thái độ ghét thôi, chứ thật ra là luật Việt Nam mình, chế độ máy bay tại Việt Nam mình vẫn chưa công nhận, các bạn phải biết điều đó. Cho nên người ta đã không muốn nói cho thôi, nhưng mà người ta đã bắt bẻ vô, người ta lập biên bản là các bạn lên được đảm bảo. Đúng rồi, một số người cũng phản xạ, em anh mới nói em xong á. Bữa em qua cổng an ninh, người già không biết để đồ qua an ninh, tụi em nạt nộ ấy gì, tụi an ninh nạt nộ khó chịu. Đúng rồi, có trường hợp đó nha, mình anh cũng thấy hoài. Cho nên với lại em biết sao, người già nhiều người ta biết điều mình không nói, em phải hiểu là có những cái trong cái trường hợp anh kể em nghe, có những người á người ta như mấy bà già bà lão á, người ta giấu dao con người á, không phải là người ta phòng thân đâu tụi em, người ta giấu dao con người á, người ta để trừ tà, mà mình nói nhẹ nhàng người ta không nghe. Mấy người dưới quê á, mấy người đó, mấy người cái gì nè kia bỏ ví tiền điện thoại ra, người ta không chịu nghe đâu, người ta cái dạ, hết rồi, trong người không còn gì đâu, em nhà em hết rồi, trong người em còn gì đâu, móc ra nguyên con dao luôn. Mà em phải biết nếu một con dao này nó mà lọt vô một cái tay một cái người thanh niên mà trên chuyến bay đó thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm, em phải hiểu. Cho nên không phải là tụi anh lúc nào cũng quát người ta đâu, tụi anh quát là có lý do luôn á, thiệt thật sự có lý do, cũng có ngoài ra có những cái lý do tụi anh quát là tụi anh nói chung là do nóng quá không kiềm chế được mới quát. Nhưng mà cũng có những cái lý do anh mới kể em xong là tụi anh có lý do tụi anh mới quát, càng quát người ta mới nghe. Cũng như anh nói tụi em nghe nha,
có một cái hàng tiền, có một cái hàng Trung Quốc không, đa số bây giờ Trung Quốc nó vậy, nó mấy hàng Trung Quốc nó ngu như con bò, nó đi qua cổng tự nó không biết bỏ đồ đâu, nó không phải như người Việt Nam mình nó biết bỏ đồ đâu. Anh nói mày nghe, anh cầm cái cây rét á, anh kêu cái gì, anh kêu ví tiền điện thoại, lúc đầu nói tiếng Việt mà không biết nói Trung Quốc, cái xong rồi bắt đầu biết nói Trung Quốc rồi kêu xạo chi chẹm bao, xạo chi là cái điện thoại, chẹm bao là cái ví tiền. Đấy, tiếng Trung Quốc mình học lóng thôi, tiếng lóng mình học mình biết, mình nói chuyện nó mình kêu bỏ đồ qua thôi, mà mình nói xạo chi chẹm bao nó cũng không bỏ. Cái anh cầm cái cây giò kim loại anh gõ vào cái bóp, anh quất cái đầu luôn, nói anh chữ thề giờ mày có bỏ ra không, tự động đi bỏ, te rẹt nó bỏ theo ý mình luôn. Phải có những cái cây vô đầu nó thì mới nhiều thằng nó mới chịu nghe. Em phải hiểu cái vấn đề đó, em hiểu không? Thiệt nhiều thằng nó lì lắm, nói chuyện đàng hoàng nó tưởng mình giỡn, nó phải nạt vô mặt nó, lấy cây gõ vô đầu nó. Thiệt nhiều thằng chỉ có cây rét vô đầu nó thôi nó mới nghe. Mua một chai nước ngọt 10k lên máy bay đi quốc nội, nước nước mang được em nha. Anh ơi chị biết để cầu nha, lấy rồi mấy đứa đừng có ba, mấy đứa ơi mấy đứa hỏi hỏi gì, mấy đứa đừng có ba ba nhiều quá anh nhức đầu quá. Anh đọc lỡ bể kiến máy bay thì có sao không, anh kiến máy bay không bể được em nha, mua theo mua không sao không bể được đâu. Mấy hàng Trung Quốc lì lắm, anh kể cho em nghe kỳ. Có hàng Trung Quốc anh đang ngồi chật ở lối đi VIP á, thì có một thằng Trung Quốc nó đi vô, nó cầm cái điện thoại nó đưa hình, toàn là hình sexy không, sexy con nhỏ nào á, nó đưa vô mà cái ý nó nói á là bây giờ nó bị lạc con nhỏ này, anh biết được. Nó chỉ vô cái nó chỉ cái vé tên của con nhỏ này nữa, nó cầm hai vé, một vé tên nó và một vé tên nhỏ này, và nó đưa mở hình ra thì hình sexy con nhỏ này không à, cái nó chỉ vô nó nói là bây giờ nó bị lạc con nhỏ này rồi, đi kiếm giùm nó con nhỏ này. Mình ngồi mình mò, mình suy nghĩ trong đầu mình đoán sao bây giờ con nhỏ thằng này nó đi kiếm con nhỏ này mà toàn là cái hình của con nhỏ này mà hình 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 nu không à. Mình biết là ngay cái thằng thằng này bị về lấy vợ, cái kiểu Trung Quốc qua Việt Nam lấy vợ á, về xong rồi bị con nhỏ này chơi chơi dố, mất tiền mất bạc nhỏ này trốn luôn. Anh biết luôn, anh biết bài luôn, anh biết bài nhoi. Anh kêu mày đi ra chỗ khác đi, mẹ mày cái lộ như mày đi ra chỗ khác đi, đuổi đi luôn, không nói nhiều mấy hàng đó, anh không nói nhiều mấy Trung Quốc chán lắm. Anh ơi nói về các cấp bậc trên cầu vai tất cả đều là nhân viên em nhé, nhân viên hết, không có thằng nào sẽ lãnh đạo, không có nào sếp, nhân viên hết. Bữa nào anh thử lấy còng bắt chị xử lý thì chán sống, Opico chán sống mà lúc này mình. Máy bay có bao giờ nổ lớp không anh? Có chứ, bình thường máy bay nổ lớp bình thường mà mỗi lần, nhưng mà mỗi cái sự cố vậy đều có người khắc phục em nhé, không đến nỗi nào đâu mấy em cứ yên tâm. Nổ lớp là dạng như nó bị bục ra thôi chứ không phải là nổ, nổ thì hiếm lắm, lâu lâu mới có một vụ lớp máy bay cứng ngắc. Mà chị xử lý đang về quê em nha, chị xử lý hiện tại không có ở Sài Gòn, chị xử lý không có ở bên cạnh anh em chúng ta, nên anh em chúng ta có thể thoải mái xỏ em nhé. Nên nếu mà ta sẽ xuất lên máy bay mà không, chế độ máy bay Việt Nam chưa công nhận, nước ngoài mới công nhận em nha. Bị lủng mày nhảy đi máy bay bình thường không sao cả em nha. Muốn mua vé hạng thương gia mà trong nước thì mua online ở tụi em lên Traveloka mua. Trời, thằng nó bán vé máy bay rẻ lắm nha. Phi công máy bay Việt Nam mình là người Việt hay người nước ngoài? Người Việt cũng có, người nước ngoài cũng có, người Trung Quốc cũng có, người Hàn cũng có, người Pháp cũng có, đứa nào mà nó có bằng phi công là mướn hết á. Không sao, không yên tâm nha em nhé. Tiếng Trung anh không biết thôi em ơi, tiếng lóng lóng rồi xạo chi chẻm bao là mấy cái tiếng mà xạo chi chẻm bao bị quay, quay thao bị quay gì đấy đấy, nói chung là dây lưng áo khoác gì đấy. Mình học tiếng lóng mình nói chuyện với mấy thằng Trung Quốc thôi, kêu cỡ đồ ra thôi chứ mình không có biết rành tiếng ngôn Trung. Kiến sao không bị bể thì đúng rồi, kiến sao bể được, kiến kiến trên máy bay sao bể được. Chào Minh, chào Minh, chào Minh, sao anh dữ dằn vậy khi về nhà? Vợ mình á,
là không phải riêng anh sợ, em hiểu không? Vợ anh là cả xóm anh sợ, cho nên là anh phải tôn thờ nó chứ nào dám bắt nạt nó, sợ lắm mà. Có bằng máy bay bà già có mướn không anh? Đem dao cạo râu được, đem dao dao cạo râu được nha. Dao cạo râu là dao cạo relax á là ok, còn dao dao cạo râu râu mà dao dao mà lắp lưỡi lam vô là không được nha, lắp cái lưỡi lam vô là không mang đi được. Nếu đang bay mà một bên động cơ trái hư thì có cân bằng được không? Bình thường không nhá, trời mấy anh phi công anh bay tuốt. Có cái đứa nào có coi phim cơ trưởng Sully không? Tôi nói mệt quá mỏi cổ. Đứa nào có coi phim cơ trưởng Sully không? Ổng bị tắt hai cái động cơ luôn, ổng bay ổng đáp xong bờ sông ổng về ổng an toàn hạ cánh luôn. Cơ trưởng Sully đau hỏng quá ta. Thôi mấy đứa ơi, mấy đứa tối khuya rồi ngủ đi nha, anh đau hỏng quá, anh nói xíu anh đau hỏng quá, mai anh nghỉ ngơi, mai 2 3 ngày nữa anh la lại nha, khi nào anh khỏe khỏe anh nha la lại. Chào mấy đứa, thằng ai quyết thắng, nắm biết.